Mến chào quý khán giả đến với tin tức 24 giờ TV, kênh cập nhật liên tục và nhanh nhất những tin tức nóng hổi trong nước và thế giới. Đến với bản tin ngày hôm nay, hãy cùng điểm qua những tin tức hấp dẫn nhất có trong ngày. Kính thưa quý vị, trong bản tin mới nhất về chiến dịch bầu cử Tổng thống Mỹ 2020 hôm nay, mời quý vị đến với tin chính sau. Biden lên tiếng tổ Trump không nhận thua là đáng xấu hổ. Mỹ ông Trump hát hủi một lần, thành phố nổi tiếng thủ dài trả đũa trong bầu cử Mỹ. Trump sẽ tăng áp lực mạnh lên Trung Quốc trước khi rời Nhà Trắng. Đối phó Trung Quốc ở Biển Đông, ông Biden muốn bắt tay với quốc gia Đông Nam Á này nhất. Ông Biden ra tuyên bố mạnh mẽ, bất chấp Tổng thống Trump chưa công nhận. Sau đây là nội dung chi tiết. Biden lên tiếng tổ Trump không nhận thua là đáng xấu hổ Biden gọi việc Trump từ chối nhận thua trong cuộc bầu cử là đáng xấu hổ, nhưng cho rằng điều này không có ảnh hưởng đến chuyển giao quyền lực. Nói thẳng thắn thì tôi nghĩ chuyện này thật đáng xấu hổ, làm thế nào để nhắc tới điều đó một cách tế nhị chứ? Tôi nghĩ nó sẽ không giúp ích gì cho di sản của tổng thống. Joe Biden hôm ngày 10 tháng 11 trả lời phóng viên tại thành phố Wilmington, ban Delaware, khi được hỏi ông nghĩ gì về việc tổng thống Mỹ Donald Trump không thừa nhận thất bại trong cuộc đua vào nhà trắng. Ngay sau khi truyền thông xướng tên Biden là tổng thống đắc cử thứ 46 của Mỹ, Trump tuyên bố cuộc bầu cử còn lâu mới chấm dứt và sẽ tiến hành các vụ kiện liên quan đến cáo buộc gian lận cử tri nhưng được cho là chưa tìm ra bằng chứng vững chắc. Trong khi đó, Biden hầu như phớt lờ Trump. Thực tế là việc họ không sẵn sàng thừa nhận chúng tôi đã chiến thắng vào thời điểm này không ảnh hưởng nhiều đến kế hoạch của chúng tôi, Biden nói bất chấp nỗ lực ngăn cản quá trình chuyển giao quyền lực của Trump, Biden vẫn đưa ra những động thái dường như ám chỉ rằng việc ông trở thành tổng thống Mỹ chỉ còn là vấn đề thời gian. Hôm ngày 10 tháng 11, ông đã điện đàm với Thủ tướng Anh Boris Johnson, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Thủ tướng nước Angela Makan, Thủ tướng Ireland Michael Martin. Khi được hỏi về thông điệp trong các cuộc trao đổi với lãnh đạo thế giới, Biden cho biết ông đã nói với họ rằng nước Mỹ đang trở lại. "Chúng tôi sẽ trở lại cuộc chơi, nước Mỹ không còn đơn độc nữa." Biden cho hay trong khi đó, sáng sớm ngày 10 tháng 11, Trump tuyên bố trên Twitter rằng chúng ta sẽ chiến thắng, đề cập đến những vụ kiện gian lận bầu cử. Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cũng thể hiện sự không khoan nhượng khi phát biểu trong một cuộc họp báo rằng ông đang chuẩn bị cho quá trình chuyển giao xuân sẻ sang nhiệm kỳ thứ hai của chính quyền Trump. Dù chiến thắng với số phiếu phổ thông kỷ lục, Biden dường như nhận thức được rằng đông đảo cử tri vẫn ủng hộ Trump và tránh xa vào một cuộc chiến. Trả lời phóng viên hôm ngày 10 tháng 11, Biden cho biết ông không muốn buộc Trump tuân thủ các quy tắc bằng hành động pháp lý. Ngài Tổng thống, tôi mong đợi được nói chuyện với ông, Biden nói. Bị Trump hát hủi một lần, thành phố nổi tiếng thủ dài trả đũa trong bầu cử Mỹ. Sự khó chịu của người dân thành phố Philadelphia, thành phố lớn nhất bang Pennsylvania với ông Trump đến vào năm 2018, khi Tổng thống Mỹ từ chối cho đội bóng bầu dục vô địch của thành phố này tới thăm Nhà Trắng. Thắng ở Pennsylvania, chúng ta sẽ thắng tất cả. Trump nhận xét về tầm quan trọng của bang chiến địa Pennsylvania trong bầu cử Mỹ. Tuy nhiên, ông Trump để mất lòng cử tri ở thành phố lớn nhất có ảnh hưởng nhiều nhất tới kết quả bầu cử ở bang Pennsylvania. New York Times đưa tin, trước ngày 7 tháng 11, ông Brady, chủ tịch đảng dân chủ ở Philadelphia, gọi điện cho ông Trump, nói là có bí mật cần tiết lộ. Ông Brady báo tin Philadelphia sắp công bố kết quả kiểm phiếu phổ thông và ông Biden có vẻ đang chiếm ưu thế. Quả đúng như vậy, ông Biden thắng phiếu ở Philadelphia qua đó thắng bầu cử toàn bang Pennsylvania, giành 20 phiếu đại cử tri để đắc cử tổng thống Mỹ. Theo giờ quan sát, Philadelphia đã đặt những viên gạch cuối cùng giúp ông Biden dựng lại thành công bức tường xanh của đảng dân chủ. Ông Trump đã khởi kiện kết quả kiểm phiếu Pennsylvania. Có những điều tồi tệ ở Philadelphia, ông Trump nhận xét trong cuộc tranh luận trước thêm bầu cử tổng thống. Giuliani, luật sư của ông Trump từng liệt kê lịch sử về tham nhũng ở Philadelphia trước cáo buộc gian lận bầu cử. Tuy nhiên, người dân ở Philadelphia tỏ ra chẳng mấy quan tâm. Nhiều người đã đổ ra đường ăn mừng khi biết tin ông Trump thất cử. Khi được hỏi về lý do vì sao không ngỡ ông Trump, đa số cử tri ở Philadelphia nói rằng mọi thứ bắt đầu từ năm 2018. Hơn hai năm trước, đội bóng bầu dục Eagles đã thắng giải Super Bowl. Theo thông lệ, đội nào thằng Super Bowl sẽ được mời tới thăm Nhà Trắng. Tuy nhiên không rõ vì lý do gì, ông Trump bất ngờ phá thông lệ, không cho đội Eagles đến Nhà Trắng. Truyền thông đồn thổi rằng ông Trump không thích đội bóng này. Đã từ lâu ở Mỹ, người ta nói rằng người dân thành phố Philadelphia nổi tiếng thù ra nhớ lâu. Năm 2018, nhiều người ở Philadelphia đã đổ xuống đường ăn mừng chiến thắng của đội nhà và tỏ ra bất bình khi ông Trump không cho đội Eagles đến Nhà Trắng và khen ngợi họ. Muốn nghĩ sao thì tùy, nhưng dân ở đây thích sống thế. Chúng tôi ghi nhớ mọi thứ và biết đấu tranh cho bản thân. Rob Canso, 37 tuổi, nói khi đang ăn mừng ông Trump thất cử. Nhiều cử tri Philadelphia không ăn mừng cho chiến thắng của Biden. Họ ăn mừng vì ông Trump thua bầu cử. Chúng tôi xuất hiện và thể hiện cho ai đó hiểu là chúng tôi là ai. Chúng tôi là thành phố với những người dân mạnh mẽ đầy tự hào. Anh Canso nói. Người Philadelphia tuyên bố ông Trump bị sa thải. Tuyệt vời, cử tri Stephanie Mars, 40 tuổi, nói. Philadelphia là thành phố ghi nhớ ân oán rất lâu, vì ông Trump nhiều lần hát hủi khiến chúng tôi nổi giận và đáp trả. Nếu có thành phố nào mà ông Trump không nên gây sự, đó là Philadelphia. Blandon Boyd, nghị sĩ thành phố Philadelphia nhận xét. Trump sẽ tăng áp lực mạnh lên Trung Quốc trước khi rời Nhà Trắng. Trump có thể thông qua hàng loạt chính sách và phút chót nhằm trói tay chính quyền kế nhiệm và Trung Quốc là mục tiêu trong tầm ngắm. Nhiều hãng truyền thông lớn của Mỹ đã sướng tên ứng viên đảng Dân Chủ Joe Biden là người chiến thắng cuộc đua vào Nhà Trắng. Trong lúc đó, Tổng thống Donald Trump từ chối chấp nhận kết quả, cáo buộc đảng Dân Chủ gian lận phiếu bầu, song không đưa ra bằng chứng thúc đẩy hàng loạt vụ kiện liên quan đến quá trình kiểm phiếu. Với rất ít dấu hiệu cho thấy Trump sẽ rời Nhà Trắng trong yên bình, sau khi thất cử, giới chuyên gia và các cựu quan chức Mỹ nhận thấy, nguy cơ ngày càng cao, ông có thể thực hiện những động thái và phút chót nhằm thúc đẩy các ưu tiên của mình, đồng thời trao tay người kế nhiệm. Nếu Trump quyết định rời Nhà Trắng bằng một tiếng vang, trọng tâm có thể là chính sách đối ngoại, sử dụng những công cụ mà ông có khả năng tung ra nhanh chóng và ít bị cản trở nhất. Và Trung Quốc dường như là một mục tiêu tiềm tàng. Khi Trump thường xuyên đổ lỗi cho Bắc Kinh vì Covid-19, đại dịch đã kéo nền kinh tế Mỹ đi xuống, nhấn chìm luôn cả triển vọng tái đắc cử của ông. Trump từng hứa trừng phạt Trung Quốc vì Covid-19. Vậy điều đó nghĩa là gì? Jeff Moon, cựu quan chức Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ đặt câu hỏi ông nhận thấy khả năng cao chính quyền trump sẽ có các động thái trừng phạt phút chót nhằm vào bắc kinh một cách để làm mối quan hệ mỹ trung vốn ảm đạm trở nên tệ hôn là làm suy yếu những nỗ lực của chính quyền biden nhằm cải thiện hợp tác song phương có thể liên quan đến vấn đề đài loan các lựa chọn có thể bao gồm cử thành viên nội các khác đến đài bắc tăng cường mối quan hệ quân sự với đài loan thông báo đàm phán hướng đến một hiệp định thương mại tự do với hòn đảo họ đang cố gắng tung ra nhiều chính sách khó đảo ngược nhất có thể dù đó là đối với trung quốc iran hay bất kỳ đâu Bonnie Glaser, chuyên gia tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế nhận xét. Vấn đề Tân Cương cũng có thể là mục tiêu dễ dàng khác. Ngoài việc trừng phạt Trung Quốc vì cáo buộc giam giữ hàng loạt người Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương, điều Bắc Kinh một mực phủ nhận, Trump có thể ngăn chặn thị thực của nhiều quan chức Trung Quốc hoặc gây rối bằng cách yêu cầu các vận động viên Mỹ không tham dự Thế vận hội mùa đông ở Bắc Kinh năm 2022. Những lựa chọn khác của Trump bao gồm trừng phạt thêm nhiều công ty nhà nước Trung Quốc, mở rộng các hạn chế đối với xuất khẩu các mặt hàng lưỡng dụng có thể dùng cho cả mục đích quân sự lẫn dân sự, cấm thêm nhiều ứng dụng Trung Quốc sau TikTok, WeChat hay chặn mọi hoạt động bán chất bán dẫn cho tập đoàn công nghệ Huawei. Mặt khác, Washington cũng có thể tuyên bố Trung Quốc là nước thao túng tiền tệ, khiến họ phải chịu các mức thuế trừng phạt. Thomas Dretterberg, chuyên gia tại Washington, cựu quan chức Bộ Thương mại Mỹ cho hay. Xu hướng thúc đẩy chính sách vào phút chót thường xảy ra khi một tổng thống có người kế nhiệm đến từ đảng đối lập. Theo giáo sư Đại học Chicago William Howell và giáo sư Đại học Wisconsin ở Madison Kenneth Mayer, nếu tổng thống đương nhiệm thua cuộc bầu cử, ông ấy có mọi lý do để đẩy nhanh việc thông qua các chính sách và phút chót, làm mọi thứ để trói tay người kế nhiệm. Howell và Kenneth viết trên tạp chí Presidential Study Quarterly. Tuy nhiên, theo giới phân tích tại Washington, đầu đá nội bộ có thể làm thất bại bất kỳ nỗ lực nào nhằm trừng phạt Trung Quốc hay cho tay Biden. Một số bộ trưởng có thể ủng hộ đường lối cứng rắn chống lại Bắc Kinh. Bộ Ngoại giao có thể tìm cách từ chối thị thực với quan chức hàng đầu của Trung Quốc. Bộ Thương mại và Bộ Quốc phòng có thể ủng hộ áp đặt thêm các hạn chế xuất khẩu. Bộ Tư pháp có thể đặt ra thêm các giới hạn đối với du học sinh và giới khoa học Trung Quốc. Sau những hành động này, có thể vấp phải sự phản đối từ Bộ Tài chính và Văn phòng đại diện thương mại Mỹ về muốn bảo vệ cái mà họ coi là thành tựu nổi bật, thỏa thuận thương mại giai đoạn 1 Mỹ-Trung. Ngay cả Trump có thể đưa ra những chương trình nghị sự mâu thuẫn, sẽ có những căng thẳng bên trong chính quyền giữa những người theo quan điểm cứng rắn với Trung Quốc. Muốn chói tay chính quyền Biden với những người mong muốn chính quyền Biden duy trì một quan hệ tốt đẹp với Bắc Kinh nhằm đảm bảo những cơ hội kinh doanh thuận lợi, các khoản đầu tư lớn từ Trung Quốc trong tương lai. James Crins, chuyên gia từ đại học Georgetown bình luận. Đối phó Trung Quốc ở Biển Đông, ông Biden muốn bắt tay với quốc gia Đông Nam Á này nhất. Trong bối cảnh dịch Covid-19 lây lan, kinh tế suy giảm, tình trạng chia rẽ sau bầu cử, ông Biden được cho là phải tiếp quản một nước Mỹ đang trên đà xa sút Điều này khiến chính quyền mới của o Biden cần hợp tác nhiều hơn với các đồng minh nhằm kiềm chế Trung Quốc ở Biển Đông. Asian Tham nhận xét. Theo Asian Tham, ông Biden sẽ không chỉ dựa vào sức mạnh riêng Mỹ đối phó với Trung Quốc ở Biển Đông, thay vào đó ông cần sự hỗ trợ từ các đồng minh truyền thống. Một trong những quốc gia hàng đầu ông Biden nhắm tới đó là Philippines. Hiện tại Mỹ và Philippines vẫn chưa hoàn tất việc thỏa thuận lại về hiệu lực của Hiệp ước các lực lượng viếng thăm VFA. Việc Hiệp ước này cho phép quân đội Mỹ đồn trú ở Philippines khẳng định liên minh quân sự giữa hai nước. VFA là một thách thức lớn đối với chính quyền ông Biden. Nếu không hoàn tất thỏa thuận, hiệp ước quan trọng này có thể bị Philippines đơn phương chấm dứt bất cứ lúc nào. Giữa thời Tổng thống Trump, Philippines tỏ ra không mấy mặn mà với Mỹ, bất chấp việc ông Trump thường xuyên ca ngợi chính sách của người đồng cấp Duterte. Tôi muốn chúc mừng về những điều không thể tin được mà Ngài đã làm để giải quyết vấn nạn ma túy. Quốc gia nào cũng có vấn đề, chúng tôi cũng thế. Việc Ngài đang làm thật tuyệt và tôi chỉ muốn gọi tới để nói điều đó với Ngài. Ông Trump nói với Tổng thống Philippines trong một cuộc điện đàm. Người tiên nhiệm của tôi, ông Obama, ông ấy không hiểu ngài, nhưng tôi thì hiểu, ông Trump nói. Bất chấp sự thấu hiểu của ông Trump, Tổng thống Duterte vẫn được cho là có tư tưởng thân Trung Quốc. Tuy nhiên, trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ, ông Duterte nói rằng ông Trump là Tổng thống tốt và xứng đáng được bầu lại. Khi ông Biden còn là phó Tổng thống Mỹ, quan hệ giữa Philippines và Mỹ có nhiều rạn nứt. Ông Obama nhiều lần chỉ trích cuộc chiến chống ma túy mà ông Duterte phát động khiến Tổng thống Philippines không hài lòng ra mặt. Suốt nhiều thập kỷ, ông Biden luôn coi Liên Minh Mỹ-Philippines là bước tường thành chủ chốt đối phó với Trung Quốc ở Biển Đông. Vì thế ưu tiên hàng đầu của ông Biden sau khi nhậm chức đó là khôi phục lại quan hệ Mỹ-Philippines. Theo các chuyên gia, để thay đổi một người có lập trường cương quyết như ông Duterte, ông Biden đề nghị những thỏa thuận hợp tác an ninh, thương mại và đầu tư bền vững. Cùng với đó, chính quyền của Biden sẽ đẩy mạnh chỉ trích sáng kiến kinh tế của Trung Quốc với những nước đang phát triển, một vấn đề quan trọng khác là hợp tác y tế nữa. Ông Biden có thể cam kết các hỗ trợ y tế cần thiết, bao gồm vaccine COVID-19 cho Philippines nhằm củng cố quan hệ giữa hai nước. Ông Biden ra tuyên bố mạnh mẽ, bất chấp Tổng thống Trump chưa công nhận, trong bài phát biểu tại bang Delaware, ông Biden cho rằng nhóm của ông đang thúc đẩy việc thành lập một chính quyền mới, tiếp nhận quyền lực vào ngày tuyên thệ nhậm chức 20 tháng 1 năm 2021 bất kể giao cản nào. Ông Biden, người được truyền thông cho là đắc cử Tổng thống Mỹ, với hơn 270 phiếu đại cử tri cần thiết nhấn mạnh, chúng tôi tiếp tục và tiến hành theo cách nhất quán trong việc tập hợp chính quyền, xem xét sẽ chọn ai cho các vị trí trong nội các, sẽ không có gì ngăn cản được điều đó. Ông Biden cũng cho rằng việc Tổng thống Trump không nhận thua trong cuộc bầu cử là một tình huống mất mặt. Khi được hỏi ông nói gì nếu ông Trump đang xem bài phát biểu của mình, ông Biden cho hay, ngài Tổng thống, tôi mong chờ được nói chuyện với ông. Theo tin Reuters, Nhà Trắng cho biết Tổng thống Trump sẽ đến thăm nghĩa trang quốc gia Arlington trong ngày 11 tháng 11. Đây là lần xuất hiện trước công chúng đầu tiên của Tổng thống kể từ sau khi ông Biden được cho là người chiến thắng trong cuộc bầu cử hồi cuối tuần qua. Trong khi đó, tại một cuộc họp báo của Bộ Ngoại giao Mỹ hôm ngày 10 tháng 11, Ngoại trưởng Mike Pompeo cam kết về quá trình chuyển giao quyền lực suôn sẻ sau cuộc bầu cử Mỹ nhưng từ chối công nhận ông Joe Biden thắng cuộc, đồng thời nói ông Trump sẽ vẫn nắm quyền lực. Ông Trump hôm ngày 10 tháng 11 đăng lên mạng Twitter về khả năng chiến thắng của mình. Chúng tôi đang đạt được tiến bộ to lớn, các kết quả bắt đầu có vào tuần tới, chúng tôi sẽ chiến thắng. Tổng thống Trump đang thúc đẩy nỗ lực pháp lý nhằm đảo ngược chiến thắng của ông Joe Biden tại một số bang chiến địa của Pennsylvania, Nevada, Georgia, Arizona. Lãnh đạo phe đa số Đảng Cộng hòa tại Thượng viện Mitch McConnell đã ủng hộ ông Trump trong việc khởi động cuộc chiến pháp lý ở một số bang chiến trường như Pennsylvania, một số thành viên Đảng Cộng hòa cấp cao tìm cách gieo rắc sự nghi ngờ về kết quả của bầu cử. Đội ngũ của Tổng thống Trump chính thức đệ đơn kiện lên tòa liên bang tại bang Pennsylvania cho rằng hệ thống bầu cử qua bưu điện của bang này thiếu mọi tiêu chuẩn cần thiết về minh bạch và có thể kiểm chứng được, vốn được đảm bảo trong trường hợp cử tri đến tận nơi bỏ phiếu. Trước đó các thẩm phán bác bỏ các vụ kiện bầu cử tại bang Michigan và Georgia, trong khi giờ chuyên gia nhận định nỗ lực pháp lý của ông Trump có ít cơ hội để thay đổi kết quả hiện nay. Bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình của tin tức 24 giờ TV. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến trái chiều, mời quý vị hãy để lại trong phần bình luận video để đội ngũ của chúng tôi có thể kịp thời trả lời. Xin kính chào quý vị và hẹn gặp lại trong những bản tin kế tiếp của tin tức 24 giờ TV.